Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Trọng kính Đức cha Đa Minh, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Trọng kính Đức cha Phêrô, nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình. Trọng kính cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận. Kính thưa quý thầy, quý chị, quý hội đồng giáo xứ giáo họ trong và ngoài giáo hạt, quý khách xa gần cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Đó là tâm tình của mỗi quân dân đền Thánh Bắc Trạch. Chúng con trong giờ phút này, trước khi kết thúc thánh lễ trọng thể này, con xin thay lời cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ đền Thánh Bắc Trạch dâng lời cảm tạ Thiên Chúa với dung màu lòng Chúa thương xót qua lời tuyển cầu của Đức Maria Mơn Côi. Chúc muôn ơn lành cho giáo xứ chúng con, nhất là trong tuần đại phúc này. Đặc biệt năm 2021 này là năm giáo xứ chúng con được mừng kỷ niệm 10 năm đón nhận sắc phong đền Thánh kính lòng Chúa thương xót của giáo phận Thái Bình. Đây là cơ hội thuận tiện nhất để mỗi người chúng con trong cộng đoàn được cảm nghiệm lòng Chúa thương xót đối với mỗi người chúng con từ xưa đến nay, nhất là trong 10 năm qua. Đây cũng trở thành điểm đến của những cõi lòng cần đến lòng thương xót của Chúa, cũng là nơi thu hút du khách thập phương khi đến với tỉnh Thái Bình. Với những ân ban đó, chúng con xin được cất cao lời ca ngợi tình thương của Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng Giuse, qua Đức cha Đa Minh, Ngài đã nhận lời mời của cộng đoàn giáo xứ chúng con về chủ tế thánh lễ cầu viện cho giáo phận và cộng đoàn chúng con. Chúng con xin cảm ơn Đức cha Đa Minh đã lo liệu cầu viện và hướng dẫn chúng con tổ chức thánh lễ hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Đức cha Phêrô đã xin tòa thánh nâng giáo xứ chúng con lên đền Thánh kính lòng Chúa thương xót, và Đức cha vẫn luôn yêu thương quan tâm đến cộng đoàn chúng con. Chúng con cảm ơn cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt của quý cha đồng tế đã dâng thánh lễ cầu viện cho giáo phận và giáo xứ chúng con. Chúng tôi xin cảm ơn quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý dì, quý hội đồng giáo xứ giáo họ trong và ngoài giáo hạt, quý khách xa gần, quý đồng bào các tôn giáo, quý cụ ông bà cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa đã về đây tham dự tuần trầu thánh thể, kiểm dân thánh lễ và chia sẻ niềm vui với giáo xứ chúng tôi trong ngày hồng phúc này. Xin cảm ơn quý cha và các giáo xứ trong giáo hạt Bắc Tiền Hải đã đến phục vụ các giờ chầu và dân thánh lễ trong suốt tuần qua. Xin cảm ơn các bạn trẻ trong giáo hạt đã đến điểm dân thánh lễ và chia sẻ niềm vui với giáo xứ chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn quý ban ngành đoàn hội trong giáo xứ giáo họ đã hy sinh vất vả mấy tuần qua để chuẩn bị cho tuần lễ trọng đại này. Xin cảm ơn anh chị em xa quê đã tích cực trở về tham gia các công việc cùng với những người ở nhà để làm nên vẻ rực rỡ cho quê hương, và cả những người vì hoàn cảnh không thể về được đang hào hứng tham dự trên kênh truyền thông của giáo xứ. Xin cảm ơn các ca sĩ, các diễn viên cùng các sơ dòng biên đánh giá đã tích cực tập luyện làm cho buổi diễn nguyện tạ ơn tối hôm qua thật sinh động. Xin cảm ơn các ban kim nhạc của giáo xứ Thân Tường, giáo xứ An Lạc, các ban kim nhạc của các giáo xứ giáo họ trong hạt luôn dành tình cảm với giáo xứ chúng tôi đã đến phục vụ thánh lễ trọng đại hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý chính quyền các cấp đã cộng tác giúp đỡ chúng tôi giữ gìn an ninh trật tự trong tuần trầu này. Xin cảm ơn ban âm thanh ánh sáng, ban ẩm thực, ban y tế, ban vệ sinh môi trường, ban trật tự, ban truyền thông và tất cả những ai đã tích cực đóng góp để làm nên sự trọng đại cho tuần trầu mà chúng tôi không thể kể hết ra đây. Trong khi tổ chức, chúng con không tránh khỏi những thiếu sót. Quý xin Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đồng rộng lòng lượng thứ, cộng đoàn giáo xứ Điện Thánh cho con, xin chân thành cảm tạ.